phát cổn và dứt điểm chân trái bất ngờ của Nguyễn Văn Cô phát cổn. Đấu gây ra nhiều khó khăn đối với đối phương nhất. Trong tổ đấu này có hai cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Lâm Tấn Phát đường chuyền đã có cái chạm tay của thủ môn Quốc Duy sau pha dứt điểm vừa rồi của Chu Văn Tiến. Pha băng cắt không thành công. Đường chuyền không phải chuyền bóng. Đắc Huy đã quyết định dứt điểm ngay chứ không chuyền cho Nhật Trung ở một tư thế thoáng hơn. Quá đáng tiếc, vừa rồi Đắc Huy đã có một pha xoay người và khi mà chúng tôi tưởng như là tuyến hai và dứt điểm căng cú bù chân phải của Văn Nguyên, bóng dường như đã chạm vào vai của Tử Quà, hầu như là những cú sút đập vào tảng bê tông. Lưu Tân Phước, một mình Lưu Tân Phước qua được hai cầu thủ của Saco, mất bóng rồi Quang Toàn, đường chuyền, chuyền bóng vào, không vào. Lần đầu tiên trong hiệp một này các hợp đúng bài bản, đặng chất tốt sàn. Quang Toàn là người khởi xướng được tấn công, chuyền bóng ngang cho đồng đội và sau đó di chuyển ở cột 2 để đón đường trả bóng của đồng đội và sau đó là một cú tap bóng vào. Nhưng có thể nói là Quốc Duy đã chơi quá hay. Anh đã phán đoán được ý đồ và gì là khoảng thời gian còn lại cho cầu thủ của hai đội thi đấu. Đinh Văn Toàn đường chuyền không vào và di chuyển và cố gắng đệm bóng ở cột 1 của Đắc Huy. Một trong những tình huống rất hiếm hoi khi mà các thủ Cao Bằng không duy trì được sự tập trung, họ còn đang mải mê nhắc nhở nhau đứng vị trí. Saco đã bất ngờ thực hiện một quả đá biên nhanh và Chu Văn Tiến đệm bóng rất nhanh. Bây giờ thì thế bế tắc đã bị phá vỡ. Phản công 2-1, chuyền bóng dứt điểm. Lưu Tấn Phước mất bóng dứt điểm. Rất khó hiểu ở tình huống vừa rồi Đắc Huy lại đưa bóng đi trên cột dọc. Đã có sự không hiểu ý giữa Lưu Tấn Phước cùng với Huỳnh Tấn Lực. Còn chừng 15 giây nữa, tỷ số là 2-0. Đúng như chúng tôi dự báo, khi mà đồng hồ sắp điểm tới còn là 15 giây, tỷ số được nâng lên thành 2-0 và người ghi bàn đó là Nhật Trung. Bây giờ khi mà đồng hồ là 40 giây, Cao Bằng được quay trở lại đã đầy đủ 5 người.